thần mục đích phục vụ giúp đỡ nuôi dưỡng trẻ bỏ rơi, mồ côi cha lẫn mẹ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn cha hoặc là còn mẹ. Con đại diện bên phía công ty của con, bên nhãn hàng ASOM và bên các bạn đoàn bên đồng phường của mình, thì tụi con có một số món quà nhỏ để tặng cho bên trung tâm của mình. Xin thay mặt cho ban giám đốc cơ sở cùng toàn thể tất cả các con, xin chân thành cảm ơn công ty cùng tất cả các em trong đoàn. Tên là Trường Vịnh, năm nay chú là 68 tuổi. Lúc trẻ chú có một lời hứa từ trái tim đối với cô là sẽ một lần đưa cô đi dạo thiên nhiên. Bây giờ tuy là chú có hơi cao tuổi, không còn trẻ nữa, điều kiện nó cũng đã tới, chú cũng gói qua khảo sát 4 chiếc xe, chú chọn Husky vì đặc phong lâm, bởi vì nó rất phù hợp với lại lứa tuổi của chú và cũng như là kiểu dáng của cái thể trạng của cô với chú trong những chuyến đi vượt dã ngoại như thế này. Của Husky. Tất cả các cung đường chẳng hạn như dễ, có khó, có đường đèo, đường núi cũng có hết. Với chiếc xe này thì nó đều vượt qua được cả. Giờ đi trải nghiệm trên xe Husky ấy, thì ôm cô rất là thích, mình thấy rất là ok. Husky Classic 125. We'll be right back.
mục đích phục vụ giúp đỡ nuôi dưỡng trẻ bỏ rơi, mồ côi cha lẫn mẹ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn cha hoặc là còn mẹ. Con đại diện bên phía công ty của con, bên nhãn hàng SOM và bên các bạn đoàn bên đồng phường của mình, thì tụi con có một số món quà nhỏ để tặng cho bên trung tâm của mình. Xin thay mặt cho ban giám đốc cơ sở cùng toàn thể tất cả các con, xin chân thành cảm ơn công ty cùng tất cả các em trong đoàn. Tên là Trường Vịnh, năm nay chú là 68 tuổi. Lúc trẻ chú có một lời hứa từ trái tim đối với cô là sẽ một lần đưa cô đi dạo thiên nhiên. Bây giờ tuy là chú có hơi cao tuổi, không còn trẻ nữa, điều kiện nó cũng đã tới, chú cũng gói qua khảo sát 4 chiếc xe, chọn Husky thì gặp không lâm, bởi vì nó rất phù hợp với lại lứa tuổi của chú và cũng như là kiểu dáng của cái thể trạng của cô với chú trong những chuyến đi vượt dã ngoại như thế này. Của Husky. Tất cả các cung đường chẳng hạn như dễ, có khó, có đường đèo, đường núi cũng có hết. Với chiếc xe này thì nó đều vượt qua được cả. Giờ đi trải nghiệm trên xe trước kia thì ôm cô rất là thích, mình thấy rất là ok. Husky Classic 125.
trẻ bỏ rơi, mồ côi cha lẫn mẹ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn cha hoặc là còn mẹ. Con đại diện bên phía công ty của con, bên nhãn hàng SOM và bên các bạn đoàn bên đồng phường của mình, thì tụi con có một số món quà nhỏ để tặng cho bên trung tâm của mình. Xin thay mặt cho ban giám đốc cơ sở cùng toàn thể tất cả các con, xin chân thành cảm ơn công ty cùng tất cả các em trong đoàn. Tên là Trường Vịnh, năm nay chú là 68 tuổi. Lúc trẻ chú có một lời hứa từ trái tim đối với cô là sẽ một lần đưa cô đi dạo thiên nhiên. Bây giờ tuy là chú có hơi cao tuổi, không còn trẻ nữa, điều kiện nó cũng đã tới, chú cũng có qua khảo sát 4 chiếc xe, chú chọn Husky thì gặp phân tâm bởi vì nó rất phù hợp với lại lứa tuổi của chú và cũng như là kiểu dáng của cái thể trạng của cô với chú trong những chuyến đi vượt dã ngoại như thế này. Tất cả các cung đường chẳng hạn như dễ, có khó, có đường đèo, đường núi cũng có hết. Với chiếc xe này thì nó đều vượt qua được cả. Giờ đi trải nghiệm trên xe trước kia thì ôm cô rất là thích, mình thấy rất chịu là ok. Husky Classic 125.
trẻ bỏ rơi, mồ côi cha lẫn mẹ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn cha hoặc là còn mẹ. Con đại diện bên phía công ty của con, bên nhãn hàng SOM và bên các bạn đoàn bên đồng phường của mình, thì tụi con có một số món quà nhỏ để tặng cho bên trung tâm của mình. Xin thay mặt cho ban giám đốc cơ sở cùng toàn thể tất cả các con, xin chân thành cảm ơn công ty cùng tất cả các em trong đoàn. Tên là Trường Vịnh, năm nay chú là 68 tuổi. Lúc trẻ chú có một lời hứa từ trái tim đối với cô là sẽ một lần đưa cô đi dạo thiên nhiên. Bây giờ tuy là chú có hơi cao tuổi, không còn trẻ nữa, điều kiện nó cũng đã tới, chú cũng có qua khảo sát 4 chiếc xe, chú chọn Husky vì gặp phong tâm, bởi vì nó rất phù hợp với lại lứa tuổi của chú và cũng như là kiểu dáng của cái thể trạng của cô với chú trong những chuyến đi vượt dã ngoại như thế này. Có những chuyến đi tiếp theo của Husky. Tất cả các cung đường chẳng hạn như dễ, có khó, có đường đèo, đường núi cũng có hết. Với chiếc xe này thì nó đều vượt qua được cả. Rồi đi trải nghiệm trên xe trước kia thì ôm cô rất là thích, mình thấy rất là ok. Husky Classic 125. We'll be right back.
mục đích phục vụ giúp đỡ nuôi dưỡng trẻ bỏ rơi, mồ côi cha lẫn mẹ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn cha hoặc là còn mẹ. Con đại diện bên phía công ty của con, bên nhãn hàng SOM và bên các bạn đoàn bên đồng phường của mình, thì tụi con có một số món quà nhỏ để tặng cho bên trung tâm của mình. Xin thay mặt cho ban giám đốc cơ sở cùng toàn thể tất cả các con, xin chân thành cảm ơn công ty cùng tất cả các em trong đoàn. Tên là Trường Vịnh, năm nay chú là 68 tuổi. Lúc trẻ chú có một lời hứa từ trái tim đối với cô là sẽ một lần đưa cô đi dạo thiên nhiên. Bây giờ tuy là chú có hơi cao tuổi, không còn trẻ nữa, điều kiện nó cũng đã tới, chú cũng gói qua khảo sát 4 chiếc xe, chú chọn Husky vì người ta quan tâm, bởi vì nó rất phù hợp với lại lứa tuổi của chú và cũng như là kiểu dáng của cái thể trạng của cô với chú trong những chuyến đi vượt dã ngoại như thế này. Của Husky. Tất cả các cung đường chẳng hạn như dễ, có khó, có đường đèo, đường núi cũng có hết. Với chiếc xe này thì nó đều vượt qua được cả. Giờ đi trải nghiệm trên xe Husky ấy, thì ôm cô rất là thích, mình thấy rất là ok. Husky Classic 125.